Sáng nay, thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Dự đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Trong 5 năm, lực lượng vũ trang thành phố đã phát động 24 đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích và đã đề nghị khen thưởng niên hạn, khen thưởng cống hiến cho 47 đồng chí và có 638 lượt tập thể và 1.077 lượt cá nhân được khen thưởng đột xuất và khen thưởng phong trào thi đua quyết thắng. Công tác phát triển đảng, đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm đã kết nạp được 213 đảng viên, 14 trên 14 phường có chi bộ quân sự, có chi ủy, đạt 100%, 118 trên 118 khu đội trưởng là đảng viên đạt 100%, đã đóng góp 321,5 triệu đồng, xây tặng, sửa chữa 11 căn nhà tình nghĩa, quân dân đạt 100%, huy động được 11.218 lượt cán bộ, chiến sĩ, quân dân tự vệ, dự bị động viên và các đoàn thể nhân dân tham gia với 33.654 ngày công lao động. Trong đó có 2.243 lượt cán bộ chiến sĩ của cán bộ, chiến sĩ, quân dân tự vệ với 6.729 ngày công lao động, giúp dân phát quang khơi thông 5.125 mét dòng chảy, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 312 nhân dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phụng dưỡng một mẹ Việt Nam anh hùng, hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn.